lưu ý chúng ta ghi đáp án to và rõ là những cái gì. Câu hỏi đầu tiên, bài ca chính thức của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? Chúng ta có 4 đáp án: A. Thanh niên làm theo lời Bác. B. Tiến lên đoàn viên. C. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ. Và D. Nên đàn nguyên nhân suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, đã hết giờ. Xin mời tất cả các bạn chúng ta giơ đáp án của mình lên nào. Thì cao ạ. Ở câu hỏi này chúng ta có rất nhiều các bạn được đưa ra. Xin mời hỗ trợ chúng ta kiểm soát ạ. Vâng, có, tôi thấy có hai đáp án phân vân giữa A và B. Có đáp án kia nữa. Đáp án nhất chính xác của chương trình đó là phương án A. Vâng, qua câu hỏi số 3 này thì
Bùi Quang Huy, C Ngô Minh Cương và D là Nguyễn Tường Lâm. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ, xin mời các thí sinh chúng ta đưa ra đáp án này. Quý
Chúng ta tiêu diệt trong đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ là gì? A. Kiểm Lam.
Suntory và Bộ Chỉ huy Tập đoàn Điện Biên Phủ bị bắt sống vào lúc thời gian nào? A. 17 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954. B. 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 1954. C. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954. Và D. là 17 giờ ngày 5 tháng 7 năm 1954. 10 giây suy nghĩ. Hôm nay đúng không ạ? Xin mời các thí sinh chúng ta tập trung gửi câu
Có thể nói là chúng ta có thể là trong 10 giây, nhưng mà các bạn không làm trong 10 giây. Hãy cho biết tổng quân ủy phân công đồng chí nào phụ trách toàn bộ về vấn đề đường xá, y tế, cung cấp của mặt trận Điện Biên Phủ. A. Đồng chí Hồ Minh Thái. B. Đồng chí Trần Văn Ninh. C. Đồng chí Nguyễn Kim Giang. Và D. Đồng chí Trần Quý Thai. 10 giây suy nghĩ và trả lời. Mười giây suy nghĩ đã hết ạ. Và xin các thí sinh cho đáp án này. Chúng ta đều có chung một đáp án nữa. Thể nói là không biết chúng ta có quy lẫn nhau không, mà sao đồng chí nào cũng trả lời đúng hết. Và đáp án chính xác của câu hỏi này là phương án B, đồng chí Trần Văn Ninh. Xin chúc mừng 7 thí sinh. Chúng ta tiếp tục ngồi lại cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Thí sinh ngồi lại để chúng ta